Hello anh em, hôm nay mình có hai chiếc đèn. Hôm nay là hai chiếc đèn chứ không phải là một chiếc đèn nữa. Vẫn là hãng Winit, các bạn có thể nhìn thấy hãng Winit này. Tiếng Anh đây là Beasley Style Deslam. Xem hướng dẫn và quảng cáo ở đây thì là có thể là hiện giờ này, có thể hiện nhiệt độ này, giảm mỏi mắt này và bảo vệ mắt này, và có thể là đây là cảm ứng. Thì cái đèn này vẫn được sản xuất tại Trung Quốc theo công nghệ của Đức. Nhiệt độ màu từ 300 cho đến 5.500 DC, 12V 1A, làm từ chất liệu nhựa ABS. Độ sáng là 450 lumilux. Công suất là 9W. Ok, thế bây giờ mình mở hộp cho anh em xem qua nhá. Bây giờ mở chiếc xanh này. Đấy, thì bên trong vẫn là gồm có một cái khăn để vệ sinh đèn và sách hướng dẫn. Đây là một cục adapter nguồn, cấp nguồn. Đây sản phẩm chính của chúng ta đây. Bây giờ mình cũng mở luôn nữa. Này là màu đen. Bây giờ mình cắm điện thử cho các bạn xem luôn nha. Đây cục adapter. Đây, cắm điện, cắm adapter vào đây nhé. Và cái này nó có thể có một cổng USB ở đằng sau nữa. Cổng USB đằng sau nữa, mình có thể sạc pin iPhone hoặc là dùng bất cứ một cái gì cần cấp điện nguồn. Đấy, cắm vào thì nào bắt đầu nó có một bài nhạc để nó khởi động. Đó, gập lên gập xuống theo chiều thẳng đứng, các bạn có thể nhìn thấy gập lên gập xuống theo chiều thẳng đứng. Đây mình ngửa cái này lên cho các bạn xem này. Đây là giờ này, các bạn có thể nhìn đây là giờ này, đây là tháng, ngày tháng này, ngày tháng năm này. Đây là nhiệt độ này, này nó có cảm biến nhiệt độ luôn này. Bây giờ mình thử bật lên nhé. Đây nó có nút cảm ứng ở đây này. Nút này nó on đây này. Đấy, mình vừa chạm tay vào đây một cái thì là nó sáng lên. Chỉnh sáng tối ở bên cạnh. Đây, ở đây nó có cái nút chỉnh lên chỉnh xuống này. Đấy. Xuống là đây, lên là đây, bật tắt là đây. Tại vì hiện tại là mình đang có cái đèn quay phim, nó công suất của nó lớn lắm, nên là các bạn không thể nào mà
cứ nghĩ rằng là cái này bật sao nó tối thế, mà cái đèn công suất đèn đèn quay phim ở đây của nó sáng hàng 250W mà, khoảng 200W mà, nên cái đèn này không ăn thua gì cả. Đấy, cái nút như là nút NM này này. Nút NM này là cái nút chuyển màu đèn. Ví dụ như là các bạn muốn để cái đèn sáng trắng thì nó có thể để sáng trắng. Đấy, hiện tại nó đang để sáng trắng này. Ấn nút NM này thì nó chuyển sang hai đèn, tức là vừa trắng vừa vàng. Ấn một nút nữa thì nó lại chuyển sang vàng hẳn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy. Cái này là vừa trắng vừa vàng. Cái này là chỉ có trắng thôi. Còn cái này là chỉ có vàng thôi. Đó. Bạn chỉnh lên chỉnh xuống được hết. Cái đèn này rất sang trọng, làm bằng chất liệu giả da. Ở đây đằng sau nó còn có những cái nút setting chỉnh lên chỉnh xuống, tức là chỉnh cho khi mà mình chỉnh cho cái giờ với cả ngày tháng ở trong đây này. Khi nào mình chỉnh thì mình chỉ cần xoáy cái ốc con ốc ở đằng con cái khóa ở đằng sau này ra này. Xong rồi rút cái ly lông này ra. Đây đằng sau này nó còn như có cái nút, có cái hình vi tính không, chưa biết là cái nút gì, mới qua chưa cập nhật được. Đây này nó có cái nút cái vi tính, xong rồi nút chắc là nút này nó nút là nút dùng vi tính cho nó đỡ mỏi mắt đây này. Nếu mà ánh sáng nó sáng quá thì dùng vi tính là bị mỏi mắt. Đấy, nó có những cái nút setting ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy đồng hồ nó hiện ở đây này. Đấy. Chỉnh lên chỉnh xuống rồi ngày tháng. Chỉnh ngày, chỉnh tháng, chỉnh giờ. Bây giờ mở thêm cho các bạn xem chiếc màu này nữa nhé, xem nó bên trong nó như nào nhé, xem cái màu của cái chiếc này cho nó có đẹp không. Đây là một chiếc màu nâu. Về hình thức của nó thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà chiếc này của nó là chiếc màu nâu. Các bạn có thể nhìn thấy không? Màu nâu. Cũng làm được. Cũng làm như chất liệu giả da rất là đẹp. Hai chiếc giống như hệt nhau. Ở đằng sau cũng có cổng vào là 12V. Cấp điện 12V, còn đâu cổng ra sạc pin hoặc là dùng những các thiết bị thì dùng USB 5V. Đây, các bạn có thể nhìn đây. Sản xuất tại Trung Quốc theo công nghệ và kiểm duyệt của thị trường của Đức. Chứ ở Trung Quốc ở đây không có những cái đèn mẫu đẹp như này. Trung Quốc thì hầu như là toàn những cái mẫu 100-200K. Đây các bạn có thể nhìn thấy ánh sáng nó này. Hai bên là đèn led trắng, còn nó ở giữa là đèn led vàng. Đây mình có thể chỉnh này. Đấy. Hiện tại đang bật led vàng này. Đấy.
chuyển sang led trắng và vàng. Này led trắng không và led vàng không. Tắt đi nhé. Đấy, có thể gập xuống này, rất là đẹp. Ok, để theo dõi thêm nhiều video hoặc là những cái sản phẩm mới nhất bên mình nhập về trong thời gian tới thì mong các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ tới bạn bè và người thân để ủng hộ lấy tinh thần động lực làm thêm nhiều video hướng dẫn về sản phẩm hoặc là giới thiệu về sản phẩm mới nhất ở trên thị trường cho các bạn xem. Ok, xin chân thành cảm ơn.